Nô tất cả mọi nhé, hôm nay tôi lại chơi tám trò cho bom mèo một trước này. Và chúng ta sẽ vào đây. Ô, nó sẽ đuổi chúng ta đây. Con này nó ra. Con Poppy này nó, chúng ta mà không chạy nhanh là sẽ bị nó bắt luôn. Đây, Poppy đây. Ồ, chúng ta phải chạy cẩn thận. Chúng ta không cho nó bắt. Chúng ta sẽ trêu nó một tí. Đấy, nó gần lại đấy rồi, chúng ta chạy đó. Rồi, nó sẽ đây này. À, chúng ta sẽ chạy vào đây rồi. Rồi, nó đang cúi đây này. Rồi, chúng ta sẽ ra, nó đến rồi. Rồi, nó đây này. Nó vào rồi, nó vào, chúng ta chạy đó. Chúng ta phải chạy thật nhanh, không nó sẽ bị nó bắt luôn. Đây, chúng ta sang ngoài trong đây. Rồi, nó đây này. Ô, chạy đó. Chúng ta mà chạy sai hướng là chúng ta sẽ thua nó luôn. Bị nó bắt. Rồi, nó luôn xuống đây. Rồi, chúng ta phải chạy thật nhanh. Ta sẽ xuôi xuống đây. Làm này chúng ta sẽ tay phải này. Và chúng ta nó đây nè. À, nó mở cửa rồi, chúng ta chạy đó. À, chúng ta quanh đầu nhìn nó này. Đấy, nó đuổi này. Nó đuổi cái đấy rồi. À, chúng ta xuống đây nè, chúng ta sợ. Chúng ta sẽ kéo này xuống để đập vào nó. Cái nó ra ra đây này. À, chúng ta sẽ sang trò chơi thứ hai, Poppy 2. Đây, chúng ta sẽ vào Poppy 2 này. Chúng ta chờ đợi cho nó. Đây, chúng ta sẽ đi ra đây. Con này nó xuống đây rồi. Rồi, chúng ta không đi được nữa, thế nó mở cửa ra chúng ta mới đi. Rồi, nó mở cửa ra chúng ta sẽ đi. Chúng ta chạy đâu à? Chúng ta muốn chạy nhanh là sẽ bị nó bắt luôn. Chúng ta lại chơi lại tiếp này. À, chúng ta đi. Chúng ta sẽ cười ra này. Nó đóng cửa này thì nó sẽ mở cái cửa này ra, chúng ta sẽ đi. Nó mở cửa ra, chúng ta sẽ chạy đâu. Chúng ta phải chạy thật nhanh, còn là sẽ bị nó bắt. Tối quá đây. Chúng ta xuống đây là nó sẽ không bắt được. Chúng ta sẽ đi lên trên này. Chúng ta đi vào cái nỗi này. Ta sẽ nhảy vào đây. Đây, chúng ta sẽ chui đây. Chúng ta sẽ sang bên này này. Chúng ta kéo này xuống. À,
còn gì đây, à, xem tầm này, nó sẽ xuống đây, đây, đặt kéo này xuống này, ô, chúng ta còn phải lấy cái gì đây nữa? Ta sẽ đi vào trong đây. Kéo này xuống này. Đây, nó sẽ mở những cái này ra. Ta sẽ đi vào trong đây. Ô, oh, nó đuổi đây. À, chúng ta chạy đâu à? Chúng ta sẽ chạy lên đây. Để nó được cái đây này. Đó. À, chúng ta sẽ nổ xuống. Ồ, tí nữa là chúng ta bị nó bắt. Ta đi sẽ đi sang bên đây này. Ta sẽ lấy cái này. Là chúng ta sẽ xuống đây này. Chúng ta sẽ đục cái này này. Ta sẽ kéo cái cửa này ra nè. Chúng ta sẽ vào đây lấy cái này. Chúng ta sẽ đi ra. Ta nhớ là vào đây. Chúng ta sẽ mở cái cửa này xuống nè. Rồi nó đây rồi. À, chúng ta chạy đâu à? Chúng ta sẽ chạy vào đây, nấp nó đi. À, đóng cửa vào. Đây, nó đang ngoài đây. Đây, cái này thì chúng ta sẽ chui đây này. Nó đuổi nè. Chúng ta chắc là chạy vào đây. Rồi, chạy vào này. Ô, anh tay nó nè. Rồi, chúng ta chúng ta bắt được bắt rồi. Rồi, chúng ta sẽ sang Poppy 3. Chúng ta sẽ, chỗ này chúng ta sẽ bật mạng lên này. Chúng ta sẽ đợi một tí này. À, chúng ta sẽ sang bên đây. Ta sẽ lấy cục pin này. À, chúng ta sẽ vào đây xem mở được. Ok. Chúng ta chưa mở được cái này. Chúng ta sẽ sang bên đây này. À, chúng ta sẽ sang sang bên đây. Chúng ta sẽ kéo này sang.
Rồi chúng ta sẽ nhảy lên đây, chúng ta sẽ sang bên này. À, chúng ta sẽ nhảy sang bên đây này. Nên chúng ta sẽ kéo cái này sang này. Đúng. Rồi chúng ta sẽ lấy cục pin này. Chúng ta lắp đây. Chúng ta kéo cái này xuống. À, chúng ta phải nhảy sang bên đây. À, chúng ta sẽ sang Poppy ba nè. Đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới đây. It's me again, Ali. Cool place, right? The kids. Cắt lại này. Đây, chúng ta sẽ bỏ cái ba này này. Đây, chúng ta sẽ đi xuống này. À, chúng ta sẽ vào đây này chụp quá này. Đây, chúng ta sẽ kéo cái cửa này ra. Chúng ta sẽ lấy khóa trong đây. Đây, chúng ta sẽ đi lên trên. Đây, cái bản đồ đây. Chúng ta sẽ đi lên trên đây.
chúng ta sẽ sang đây là lấy cụ pin này. Cái cụ pin này. Chúng ta sẽ nắp con pin để mở cái cửa này lên này. Nó sẽ vào đây. Nào, chúng ta sẽ nắp đây. Này, nó sẽ lấy cái cánh tay này. Này, nó sẽ đi lên trên đây. Nó nhảy lên trên đây. Ta sẽ đi xuống dưới đây. À, chúng ta lại nhảy lên này. Đây xong rồi đây. À, ta sẽ kéo cái này sang. À, ta kéo nó xuống này. Đây, chúng ta nhảy qua đây. Ta sẽ đi. À, nó rào này, chúng ta phải nhảy qua này. Ồ, ta nhảy lại. À, nó nhảy qua đây rồi. Ta sẽ nhảy lên trên đây. Ồ, chúng ta nhảy lại nữa. Rồi, chúng ta sẽ đưa tay vào đây. Chúng ta sẽ mở bức tường bên đây này. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Rồi, chúng ta sẽ nhảy sang bên đây này. Này, chúng ta sẽ ấn vào. Điện thoại này. Và chúng ta sẽ đi sang đây, giờ chúng ta chưa mở đèn, chúng ta phải nói chuyện với nó xong rồi. À, chúng ta sẽ đi sang trò chơi tiếp theo này. Gắt tấn ập 2 lần 7. Quay đây. Cái này xuất hiện này.
căn nhà qua đây. Thật ra như chưa nạn này. Ta không nhanh là sẽ bị nó bắt luôn. Đây, con này nó nấp dưới đây này. Chúng ta nhầm nốt nhảy. Chúng ta sẽ chơi lại lần nữa. Chơi lại lần cuối vẫn này không được nữa thôi nè. Chúng ta sẽ sang tầng 36 này. Còn này đây. Đây, chúng ta sẽ đi lên trên này. Đây, chúng ta sẽ ấn vào đây. Nhanh.
sẽ bị con kia nó bắt này. Đó, chúng ta sẽ sang thẻ Bobby. Ta không phải bị đây. À, chúng ta sẽ vào đây lấy sữa cho nó. À, chúng ta sẽ đi thay tã này. Thay tã này. Ồ, nó chạy đâu à? Là chúng ta sẽ chụp Bobby đi ngủ thôi. Chúng ta sẽ đọc chuyện. Across the shore, they walked through the first. Chúng ta xem lại con cấu này. Chờ chơi này. Chúng ta đóng cửa vào này. Để xuống xem tivi. Rồi. Tập này mấy con này. Ta tìm xem con nào không. Ồ, không có rồi. Rồi, chúng ta sẽ sang cái chơi tiếp theo. Chơi cuối cùng. Ah, a new test subject has arrived. Perfect timing. What do you mean you're not the test subject? That's ridiculous. Hurry up and get in the chamber. Testing awaits. Looks like I must get to the end of the room without getting crushed by these machines. What happened? Why am I here? Must find a way out of this place. A drone? I can control it with that remote. Got one. Where's the other? Chúng ta nhảy qua đây. Ồ, ván này nó. Nó lại cái. À, cái này không vậy.
Finally, I can fly the drone now. Rồi, chúng ta nhờ quay lại. Rồi, chúng ta gọi the drone đập vào đây. Robot, but it's missing some parts. If I find them, will this robot come back to life? Oh, chúng ta sẽ đi vào đây này. A big maze? How can I get out of here? Chúng ta không được lại gần nhá, lại gần nó sẽ bắt chúng ta vào đây. Chúng ta lấy cái thẻ này. Which door will this open? Chúng ta sẽ lấy cái thẻ. A door just opened. Where does it lead to? Đây, chúng ta sẽ đi. Got the bot's arm. Where is its head? Chúng ta lại gần con đỏ cái nó sẽ bắt. Ô, quả này lợi đây. Ô, quả này nó treo trên đây này. Chúng ta sẽ nắp. Đây, chúng ta còn thiếu hơn. Chúng ta sẽ mở cái cửa này ra. A door just opened. Where does it lead to? Đây là nắp này. Chúng ta không cẩn thận là chúng ta bị rơi xuống đấy. Test subject has arrived. Perfect timing. What do you mean you're not the test subject? That's ridiculous. Hurry up and get in the chamber. Testing awaits. Looks like I must get to the end of the room without getting crushed by these machines. Proceed to the next chamber. Hello there, stranger. Can you help me solve this puzzle? I need to connect the matching colors without the lines touching other colors. If you fail, I will kill you. I lose my temper easily.
That's it. You're done for. Chúng ta kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh của hội tôi nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nè.